cho. Nè, làng quà ăn xưa nè. Trăng hồ du lịch làng quà. Ta không cho. Của bác Hồ ăn xưa hả cha? Làng quà ăn là những ngôi nhà sàn của làng quà ăn xưa. Của bác Hồ nha. Ta phục dựng lại cái nơi của ba bác Hồ đã từng sống. Ba bác Hồ là chỗ nãy mình tham quan mộ cụ của bạn Nguyễn Kim Sách này đó. Là ba của bác Hồ sinh sống ở đó hả? Ờ, là sống ở làng Hòa An nè. Mời các bạn đi tham quan làng Hòa An với mình nha. Mời các bạn cùng đi tham quan làng Hòa An với mình nha. Mình có một điều. Đây nè. Đây mình đi ra. Quay cái đầu nắm luôn ra. Quay. Mời các bạn cùng đi tham quan với hai cha con Phương Quy trên đầu nha. Đi tham quan thấy từng ngôi nhà. Thấy nha. Đó, có những ngôi hình người ta đó, thấy chưa? Đó, tham quan những ngôi nhà của làng Hòa An của mộ cụ phó bản Nguyễn Kim Sách nha mọi người. Trong nhà được. Nhà này là nhà của ông cụ Năm Giáo nè. Đó là ngôi nhà. Có cho vào không? Không, tại vì đóng cửa, bữa nay mình không có vô vào được. Mình đi qua đây mình coi cái mấy mô hình nè. Đây đây. Cái này là gói bánh tét. Thấy không? Là gói bánh tét, thấy bánh tét chẳng không? Thấy cái bột chuối không Vy? Gói bánh tét này thấy không? Đối với Nam Bộ, bánh tét là thứ không thể thiếu nè. Trên bàn thờ gia tiên, cho nên dịp Tết thì người ta sẽ gói bánh tét. Đó, Vy thấy bánh tét không? Thấy. Vy thấy nè buồn chuối không? Thấy. Vy thấy buồn chuối không Vy? Thấy. Trời ơi, đang làm gì mà ép như đóng như cái súng gì á. Tại bữa nay mấy cô đóng cửa là mình không có vô trong được. Nó đang gói bánh tét đó Vy. Thấy gói về, nó là sinh hoạt gì đó. Kia là sinh hoạt thần ca tài tử đó. Nó có cây đờn đó, thấy không Vy? Vin thấy không Vin? Để thang máy chậm lên không? Có mấy cái gì mà giống như là cây súng? Không phải, cái đó là cây đờn á. Nè, mấy buồng chuối nè, mấy đồng bánh tét. Đố Vin mấy đồng bánh tét nó ăn được không? Ăn được. Đây, mô hình người ta ăn được. Cái đó là người ta mà. Tóc thì thiệt, nhưng mà mô hình thì giả. Mình ta tái hiện lại á. À con biết nè, áo thiệt luôn. Ờ, đúng rồi. Mô hình là những cái người ta tái hiện cái thời xa xưa. Cái bông ta... thiệt luôn hả cha? Đúng rồi. Nó là quà ăn xưa thấy không? Bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển đi qua mấy ngôi nhà khác. Bên đó là mấy chú mấy bác đang gần ca tài tử đó con. Nhưng mà có hết cái gì? Cái đó là cây đờn. Cây đờn hả? Hỏi với em hỏi em. Mấy nay chú thấy giống thầy này giống thầy. Con là cha. Con khỏe với em Huy tiếp tục với Vy nhất Vy nha. Qua đây nè. Con nè, là đây con. Người ta làm cái gì? Để làm cái thành cái gì? À, con biết rồi, để làm thành cây ghế. Đây. Cái này là nghề lò gàn, người ta gàn dao đó, thấy chưa? Ta đập đó, ta đập cái dao đó. Đặng cho nó thành cái dao mình bằng cá ăn cơm đó, thấy không? Đặt củi rồi đó, thấy không? Này là nghề gàn. Biết nghề gàn chưa? Biết rồi. Tôi biết tôi. Rồi mình đi qua đây. Thiệt luôn. Ừ. Đóng nón thiệt luôn. Qua đây người gàn nè, qua đây tiếp theo là người gì vậy con coi. À, người sắc thuốc lá. Đây.
Cái này là ta sắc thuốc lá làm thành điếu thuốc hút á. Biết chưa? Đó. Dạ, con biết người sắc thuốc lá cho khỏi nó cần nói với con. Rồi qua đây đố con, người ta làm cái này ta làm cái gì? Ta giờ người ta lấy cái đó làm cái gì? Con biết nè, để sắc ra. Ở bên đó kìa, bên mấy ông, mấy bác, mấy cô đó làm cái gì? Sai rồi, bên đó là người ta nghề giả gạo đó, không quên. Đây nè. Nè, lúa nè. Ngày xưa là không có máy xay lúa như bây giờ. Người ta sẽ cho lúa vô trong cái máy cái đó, người ta sẽ giả thành gạo nha. Đó gọi là nghề xay lúa giả gạo đó. Biết chưa, giả gạo thành hột gạo mình nấu cơm ăn đó. Còn này làm nghề thuốc lá, biết không? Rồi, giờ ngắm đã chưa? Nhà này là ngôi nhà bình thường để ở thôi, nên không có gì bên đây hết. Có mở ra, mở vô được không? Có mở mà, đây mở rồi. Nó không cho mở rồi mà. Đúng rồi. Giờ có mở. Nó không cho mở, để nhà phá đồ nữa cha. Ừ. Mời các bạn đi vô miếng đi. Hôm nay nhà khác nữa nha. Ngôi nhà to này nè, bây giờ là người ta làm cái căn hộ du lịch dành cho mà khách ở đi hôm cây á, là người ta ở đây nè, nó ở nhà ta đăng ký là ngủ lại đây được nè, thấy không? Con thấy không? Đăng ký là ngủ lại đây được hả? À, giả sử như nhà mình đăng ký tối nay ngủ đây, đăng ký ngủ ở đây, tối nay ngủ đây chịu không? Vậy thôi mình tối nay con ngủ đi, mình ngủ với cha mẹ, ngủ mình. Rồi đi. Qua đây. Ta làm nhà lá này nè quý. Ta làm nhà bằng lá này nè. Giờ ta trồng thành những miếng lá giống như vậy nè. Đây là ngôi nhà mình trồng lá. Để trồng lá nó tái hiện lên mô hình trồng lá. Thấy chưa con? Có 4 người trồng. Sao biết 4 người? Hồi nãy con thấy trước nên con tại sao con không biết 4 người? Rồi con đứng đây đi.